Mến chào chị và các bạn, rất vui khi gặp lại chị và các bạn trong video tiếp theo của mình. Trong video mới ngày hôm nay, xin mời các bạn hãy đồng hành cùng mình qua chuyến kỳ nghỉ mát hàng năm do công ty mình tổ chức tour 3 ngày 2 đêm tại thành phố biển Phan Thiết nha các bạn. Bây giờ là bắt đầu giờ xuất phát rồi các bạn. Sau hơn 5 tiếng ngồi xe thì đoàn đã dừng chân tại nhà hàng Minh Thủy của thành phố Phan Thiết để về trung tâm. Trạm dừng chân tại nhà hàng Minh Thủy của thành phố Phan Thiết nha các bạn. Chúng ta lên xe. Điểm tham quan đầu tiên của chuyến du lịch của mình trong chuyến 3 ngày 2 đêm tại Phan Thiết là Bikini Bay nha các bạn. Đây là không gian trước cổng của công viên Bikini Bay. Các đoàn đang chụp hình lưu niệm. Đây đoàn đang chuẩn bị chụp một tấm hình lưu niệm tại cổng của công viên Bikini Bay. Bắt đầu di chuyển ra cái khuôn viên, cái công viên quảng trường nữa thôi. Trường quá là rộng luôn. Đây cũng có một team để đang chụp hình lưu niệm tại công viên. Công viên Bikini Bay này là một trong những khu resort nghỉ dưỡng lớn nhất nhì tại thành phố Phan Thiết các bạn. Đây là cái sân khấu ban tổ chức để biểu diễn văn nghệ hàng đêm nè. Tại khu sân khấu này. Phía bên phải thì có một cái trò chơi cầu vồng rất là keo luôn các bạn. Rất keo. Ở đây là không gian lối đi xuống biển nè các bạn. Đây là team đoàn của mình. Trên phải có một cái nhà hàng. Ơi! Rồi quốc. Một, hai, ba. Ba, hai, một. Rồi. Cái biển luôn. Đây là lối xuống biển. Wow. Có hai bức tượng độc quá. Nước dán. Ở đây là không gian bãi biển nè các bạn. Buổi sáng hôm nay thì trời rất là mát mẻ, rất là lý tưởng luôn các bạn ơi. Ra đây đến đâu là nắng cái lắm nhưng mà rất là mát mẻ. Đây, có một cái bức tượng để chụp ảnh đây cũng khá là chill nè. Trời đất ơi, được không? Được không? Vậy mà giấu bà ẩn. Bà đâu rồi? Bên này cũng có một cái biểu tượng lướt chén. Đây, để mình quay vào bên trong cái khuôn viên của toàn khu luôn nha các bạn. Bikini Beach nè các bạn. Tại thành phố Phan Thiết. Mũi Né của Bình Thuận nha các bạn.
sáng hôm nay thì biển nó rất là im, trời rất là mát các bạn. Thời điểm này thì nước nó cũng hơi cao rồi, nên cái bãi biển nó cũng không có được xa lắm nha các bạn. Giờ khoảng 8 giờ 20 rồi mà cái du khách cũng tập trung ở đây cũng khá là nhiều nè các bạn. Xa quá. Không gian khá là đẹp các bạn ơi. Nhìn lên một cái nhà hàng màu hồng ở phía trước, phía bên trái. Có xe máy cày lái trên bãi cát nữa nè các bạn. Này chắc để kéo mấy cái chiếc thuyền hay cano đồ lên. Tắm ở đây thì cũng có nhân viên cứu hộ nè các bạn, để đảm bảo an toàn cho du khách trước bãi biển. Khá là xa. Để mình quay lại toàn cảnh của cái không gian bãi biển ở phía trên nè. Xa xa bên đó thì có cũng rất nhiều nhà hàng và một số cái spot để chúng ta có thể ngồi ăn uống phía bên đó nha các bạn. Còn phía trước đó là những cái cầu cảng của những du thuyền, nhưng mà đang xây dang dở chưa có xong các bạn. Wow, biển trong xanh luôn các bạn ơi. Địa điểm thứ hai check-in là tháp Bô San Nư. Đây nằm kế bên lầu ông Hoàng luôn các bạn. Đây là lối lên tháp. Giữa có cái bãi xe quá rộng luôn. Bô San Nư. Tháp Bô San Nư. Bô San Nư. Ồ, bên đây có cái nhà trưng bày quần áo của người Chăm ha. Cho thuê trang phục cho bánh luôn đó. Trưng bày luôn. Đó. Tháp Bô San Nư kính chào quý khách. Số tượng tác phẩm nghệ thuật gốm sứ của người Chăm. Rồi nón lá du lịch. Không nổi thì ở đây. Nón lá du lịch Việt Nam đẹp quá. Ở đây trồng cóc hay gì đó. Sầu đâu hả? Ăn bánh xèo đó phải không?
Anh tính là cây lá nó giống cái lá cóc không? Trời hôm nay là quá mát mẻ luôn. Đúng rồi, đi. Đi vậy là quá lý tưởng. Sương rồng. Từ dưới bãi xe lên tháp này cũng gần cỡ 200m nữa. Này có cái chậu sen cũng đẹp lắm. Một khung cảnh phải nói là rất là mát mẻ luôn các bạn. Hôm nay chắc có tổ chức chương trình như văn nghệ của người Chăm. Lối đi lên thác này các bạn. Số bậc thang. Wow. Này có quá nhiều phượng luôn. Chỗ đẹp quá. Đây là ngọn thác phía bên phải. Tháp Bô Sa Nư. Của người dân tộc Chăm. Rồi chúng ta sẽ di chuyển qua bên cái tháp chính. Tháp chính hôm nay có tổ chức chương trình văn nghệ. Wow. Quá ok luôn. Thì biểu diễn chương trình văn nghệ của người dân tộc Chăm nè các bạn.
điệu múa cũng khá là độc đáo của người Chăm các bạn. Ở đây là quang cảnh không gian trước cái tháp chính nè các bạn. Chất liệu gạch này thấy cũng có làm lại mới. Lâu nữa, lâu không qua đó. Rất là cổ kính luôn các bạn. Ở đây là đoạn đi ra một cái mỏm trắng sóng à. Đây là một trong những check-in rất đẹp tại bãi đá ông Địa nè các bạn. Đó. Quá đẹp các bạn ơi. À. Bên đây thuyền thúng à. Đây. Thời điểm check-in này thì ngoài chương trình tour nha các bạn. Đi ngang đây thì đồ thấy đẹp quá thì đề nghị xe dừng lại 5 phút để check-in. Đây là một trong những địa điểm rất là nổi tiếng tại khá đẹp các bạn. Điểm check-in kế tiếp là Suối Tiên nha các bạn. Lối đi Suối Tiên. Một cái lối đi xa quá. Quá là mát mẻ luôn. Suối Tiên này là một trong những địa điểm
không thể bỏ qua khi chúng ta đây là du lịch Phan Thiết nha các bạn. Điểm check in thứ tư nha các bạn. Điểm check in thứ tư của ngày đầu tiên của tour 3 ngày 2 đêm của mình tại thành phố Phan Thiết. Mình chồng cũng nhiều qua kỹ quá nè. Đi khá là xa. Sao kê trái nhiều quá. Nó đi vào suối thì bán rất nhiều đồ lưu niệm, nón dép, số đồ lưu niệm. Rồi, suối đẹp không mà sách dài rồi. Ê, suối đẹp lắm. Suối đẹp lắm hả? Vui quá. Rồi suối. Bên đây có bán đồ lưu niệm đâu, nón quá chừng luôn. Một trải nghiệm cũng rất là thú vị. Người đi xuống thì nói là nó đi đâu mà đi lên. Người cho họ cho này lên. Tết nó về lên. Mà là tới đó là mới đẹp đó ha. Khúc này chưa đẹp. Bây giờ hả? Ở đây cũng bán đồ trái cây, đồ dứa đó. Sầu riêng. Dưa. Chuột nước hả? Được à, này ngon à. Rồi, chuột nước luôn rồi đó. Có ăn uống gì đó không? Quá trời vui. Trượt nước, trượt nước. Ồ, đã ha. Ồ. Đẹp quá. Ồ. Chiến là phẩm luôn. Đã. Đã rồi. Ghê ha. Hy sinh luôn. Tới chỗ đẹp rồi, tới chỗ đẹp rồi. Đây, check in. Wow.
Không gian đẹp quá các bạn ơi. Quay qua bên đây nè, là cái gì mà được nửa mặt thôi. Ồ, đúng rồi đó. Thời điểm check-in của mình là xưởng chế biến ngọc trai các bạn. Phòng thuyết minh quá tải rồi. Nhiều người đi mua quá ta. Long Bắc. Đây mình sẽ có chỗ để tự thiết kế cho mình. À, đây là không gian phía bên ngoài của khu trưng bày ngọc trai này các bạn. Đây. Này, có một cái viên ngọc có nằm giữa thân con trai này các bạn. Những sản phẩm của Long Bách. Trưng bày sản phẩm này, trời này to này. Ủa, này to quá các bạn ơi. Đây là cái mô hình nữa bạn, mô hình trưng bày sinh nhật biển. Đây là tái dựng lại những cái quy trình nuôi nè các bạn. Cái mô hình nuôi trai để lấy ngọc đang xen trên những cái tấm lưới. Mà đây ồ đây mấy con này to không à? Chắc cái mô hình của anh. Anh thấy ở trong nó trống dọc không? Không biết mấy cái chơi con trên này sao phải. Chắc mấy cái giỏ. À, đây là phòng trưng bày phía bên trong này các bạn. Những sản phẩm để bán. Wow. Quá nhiều luôn các bạn ơi. Trưng bày tiếp tục di chuyển vào phía bên trong các bạn. Khu này còn rộng quá nữa, quá trời rộng luôn, rất nhiều sản phẩm. Tác phẩm sợi dây chuyền, cái đồng hồ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Phong Ngọc Trê nè các bạn. Rất nhiều màu sắc khác nhau các bạn ơi, giá cả cũng khác nhau đó nè. Cái này là 32.250.000. Phía trong thì 24.250.000. Có đủ màu hết các bạn, màu hồng rồi màu đen, xám đen, màu trắng. Wow, cái sâu chuỗi rất nhiều giá luôn, tầm từ 1.6.000 đến 6.5.000 nha các bạn, 2.6.000, 3.3.000 nè, nhiều kích cỡ, nhiều size và nhiều giá khác nhau, đẹp quá. Rồi, tiếp tục qua bên này nữa. Rồi, bên này thì bán mấy cái hộp lẻ nè, cái hộp này để đính vô nhẫn nha các bạn, cũng tầm giá từ 4.000.000 đến 6.000.000, 2.9.000, 2-3 màu khác nhau. Có chọn được cái nào cho em? Chọn đại mẫu đi. cái đó nó đúng hình thù đúng không ta, hay là nó chế ra ta? Chắc đúng quá ha. Dạ, cái này giống kiểu là cái mẫu này cũng nói vậy luôn, mà bự người ta cũng hài, nhỏ thì người ta cũng hài. Cái dạng nó đột biến ha. Ủa sao có 950.000 ta? Dễ vậy? Tại vì chứ nó không chứ nó tròn thì nó cũng chế tác được. Em thích cái lạ rồi. Phiên bản lỗi ha. Quá nhiều sản phẩm rồi. Hai mươi mấy triệu. Nhìn nhỏ đó mà tới 29.000.000. Quá đắt luôn. Rất nhiều luôn các bạn ơi. Du khách tham quan cũng rất là đông nha các bạn. Công bích. Chín triệu sáu. Nó có một cái hạt nhỏ này. Wow, bên đây nữa các bạn ơi. Rất nhiều luôn. Đặc biệt ở đây không biết có làm theo kiểu công nghiệp không, mà thấy mấy cái màu khác nhau, màu hồng, màu trắng. Đẹp quá. Ôi, mấy hộp này to quá nè các bạn. Mày là 34.700.000. Ước một đôi hay là một cái vậy? Wow. À, không gian chung của khu chế biến ốc tre nè các bạn. Quá đông các bạn. Quá nhiều. To quá nè các bạn. Không lại tới có 15.500.000 các bạn. Cái này thì mình không rành đánh giá chất lượng như thế nào, mà thấy có giá cả thì mỗi một sản phẩm nó có giá khác nhau hết.
đây là điểm check-in đồi Cát Hồng nha các bạn. Buổi chiều ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục khám phá đồi Cát Hồng. Bây giờ 4 giờ 5 rồi các bạn. Trời rất là mát mẻ. Du khách đến đây rất là đông các bạn ơi. Đồi Cát Hồng nè các bạn. Wow. Đây là dừa ba nhét nè. Nổi tiếng tại Phan Thiết ha. Một cái đồi cát rất là rộng các bạn ơi. Quá đẹp luôn. Thời tiết rất là lý tưởng nha các bạn. Đi lên cũng khá là mỏi chân luôn. Quá đẹp luôn các bạn ơi. Đồi Cát Hồng tại Mũi Né của thành phố Phan Thiết nha các bạn, tỉnh Bình Thuận. Đây là một trong những danh lam thắng cảnh. Nếu mà chúng ta đi du lịch Phan Thiết thì nhất định chúng ta sẽ đến đây nha các bạn. Một trong những địa điểm check-in rất là đẹp. Wow. Khá là mỏi chân luôn. Đi lên muốn hết nổi hả? Wow. Trên chỗ này là cao cao nhất hả em? Dạ. Bên đó cao nhất. Xa lắm hả? Đi cũng mỗi chân rồi ha. Dạ. Ở bên đó hình như nó có cái hồ phải không? Hả? Khá là xa. Wow. Quá phê. Đây là không gian tổng thể của đồi cát nè các bạn ơi. Đồi Cát Hồng quá đẹp luôn. Ở đây là một số góc nhìn trên cao nha các bạn. Các bạn hãy trải nghiệm cùng mình đồi Cát Hồng này với những góc nhìn trên cao nha các bạn. Đây là góc hướng ra biển nè các bạn. Quá là đẹp.
cảnh quan hôm buổi chiều của tại làng chài Mũi Né nè các bạn, rất là đẹp. Có nhiều du khách đang tập trung về đây nè, làng chài Mũi Né các bạn ơi. Quang hôm cực đẹp. Quá đông đúc luôn các bạn. Trước đây có một cái giống như một cái cánh bơm ngay cổng bên đây. Mình sẽ đi vòng qua cái lối cầu thang để xuống dưới bãi bán hải sản nha các bạn, để khám phá giá cả của chợ hải sản ở phía dưới coi nó giá cả nó có rẻ không. Thì theo thông tin mình được chia sẻ thì hải sản ở đây rất là tươi ngon nha các bạn, giá cả cũng phải chăng. Đây, quá nhộn nhịp các bạn ơi. Đây, đây cô bán tép. Đây, hải sản nè. Ô, tôm hùm luôn. Wow. Khu vực chợ hải sản không mua gì được hả anh? Mua rồi. Mua rồi hả? Đây khu vực chợ nè các bạn, bán rất là nhiều luôn. Wow. Oh, cá mực kìa rồi. Đây người dân bán mấy cái giải cho bay cát nè các bạn. Ốc. Ồ, mấy mực to quá. Ồ, mấy con sò thì to quá các bạn ơi. Đây. Yeah. Ở đây khu vực bán bữa trong đông khách quá nè. Wow. Dược ha. Ồ, có mấy con ốc gì đẹp không? Wow, đây tôm hùm nữa. Ồ, tôm hùm cũng bự quá. Dạ, 250. Dạ bông. Rồi cá bông muối. Có không vậy? Yeah. Ốc hương. Để 200 đi lấy. Đó 350. Quá đông. 250 thì nó 250. 250 gì đó, 250 gì đó 300. 250 gì đó. Lấy đủ 8 con nha. Lấy 8 người mới chia. 8 con. Đủ chia ha. Ký rưỡi nè, có ký rưỡi à. Ký rưỡi. Lấy thêm cho đủ 2 ký đi, còn mấy người nữa luôn mày. Rồi chẳng 2 ký luôn. Lấy 2 ký đi. Cái đó
2 ký chắc được 4-5 con gì nữa. 4 con nữa. Có luộc không hay là bỏ bị? Cái này luộc không? Luộc canh 50 giờ, canh 50 giờ. Rồi ok. Hả? Con con. Chắc không? Chắc không? Chắc không? Chắc không? Được rồi. Sao thấy ghẹ được không nè? Không, không có cái. Tôm hùm. Con có 8 con cái thì có 3 con. Vâng, con. Ghé ghé. Cái này còn cỡ trên 2 ký chút là hết cái thao luôn rồi. Gỗ chị ơi, gỗ chị ơi. Đây. Rồi nhiều rẻ hơn ạ. Hai trăm à? Mình nó nhỏ. Nhỏ hơn. Còn cái ngoài như 250 phải không? Đúng không? Cả nhân con này ok không? Nó lớn hơn. Trên 2 ký à? 200 ghẹ nè, tôm hùm. Còn nó giọt hay gì ta? Giọt hay gì chú? Hai cài nè. Dạ. Đó là con sò còi ha. Dạ. Sò lông sò ngọt thì 5.000. Sò hai cái còi. 130 ký. Nước trong đó đó. Không thật. Không biết kìa. Trời sao quyết này nó như trà rồi hả? Nó trắng còn hơn tôi nữa trời. Nhiêu con? 130 ký. Tấm trắng. 130 ký. Nhiêu hay nhiêu ký hả chị? Ký á, cân á. 100.000 chị ơi. Lấy mớ. Rồi mớ hàng nhanh ngọn lẹ. Thôi trăm đi. Thôi trăm đi có 10.000 mà. Nhà giờ có 10.000. Trăm đi chú ơi. Cũng trăm vốn rồi, trời lấy trăm ốc. Ốc bên này là to nè. Đó giờ không biết ăn cái này. Trăm nha. Ký rồi chị ơi. Để 1 ký đi. Buổi tối mình sẽ dùng cơm ở nhà hàng hải sản Cánh Bướm Vàng nha các bạn. Đây là không gian đi vào bên trong của nhà hàng hải sản Cánh Bướm Vàng nè các bạn. Chào tất cả các anh chị và các bạn buổi sáng nha. Hôm nay là ngày thứ hai trong chuyến nghỉ dưỡng của mình tại Phan Thiết. Hiện mình đang có mặt tại khu nghỉ dưỡng Best Resort nè các bạn. Hôm nay mình sẽ có một ngày trải nghiệm những hoạt động và những không gian tại khu nghỉ dưỡng này để chia sẻ đến anh chị và các bạn. Ở đây là công viên hồ bơi của khu resort này các bạn. Hồ bơi rất là đẹp các bạn.
mình sẽ có một video riêng để review tất tần tật về chi tiết khu resort này trong video sau của mình nhé. Các bạn nhớ đón xem. Bảy giờ sáng thì mình sẽ ăn buffet tại nhà hàng view biển này luôn nha các bạn, trong khuôn viên của khu resort. Và đồng thời khuôn viên này cũng tối đêm nay cũng tổ chức buổi tiệc gala dinner cùng tại nhà hàng này nha các bạn. Và sau khi ăn buffet sáng xong thì khoảng 8 giờ rưỡi thì cái đoàn bắt đầu tổ chức chương trình team building ở dưới bãi biển nha các bạn. Và buổi chiều thì sẽ nghỉ ngơi và sẽ được tự do khám phá tăng tiếp. Hai tham gia sẽ đứng đầu này, hai cầu bự đứng sau này. Dạ không đứng hàng 2, hàng 3 nha. Các giám sát viên ơi, mời các đội chơi vào vị trí không đứng hàng 2, hàng 3. Đội nào đứng hàng 2, hàng 3 sẽ được nhờ bộ phận tư vấn tham gia của công ty cũng chuẩn bị bắt đầu nha các bạn. Xin mời các đội chơi vào vị trí và chúng ta sẽ đến với game show thử thách liên hoàn. Bắt đầu khởi động các trò chơi rồi các bạn, rất là vui nhộn, rất nhiều chương trình hấp dẫn sẽ diễn ra đây khoảng 2 giờ nha các bạn. Để tổ chức ngay bãi biển của khu resort luôn các bạn. Ở chương trình thì tất cả những hoạt động trong ngày thứ hai này đều diễn ra tại khu resort hết nha các bạn. Can't see the end, but we'll see it through.
is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Bắt đầu đi vào chương trình Gala Liner buổi tối nha các bạn. Đây một số tem của các đoàn xe đang chụp ảnh lưu niệm trên sân khấu nè. Và đây là màn biểu diễn chương trình ca múa nhạc của ban tổ chức để bắt đầu khai mạc buổi tiệc Gala Liner trong buổi tối ngày hôm nay nha các bạn. Rất là tuyệt vời. Chia sẻ một số hình ảnh về chuyến nghỉ mát cho công ty mình tổ chức tại thành phố Phan Thiết, đến đây cũng khá dài, mình xin phép tạm dừng ở đây. Và chắc hẳn rằng thì một số hình ảnh cũng không được đầy đủ lắm, mong các bạn và anh chị thông cảm cho mình. Và xin chúc anh chị và các bạn đồng nghiệp của công ty có một kỳ nghỉ thật là vui vẻ và thật nhiều ý nghĩa. Và cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video của mình. Xin chào, hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong video tiếp theo của mình nhé. Bye bye.